sản phẩm âm nhạc đầu tay của Miu thắng lớn 8 triệu view trên mạng xã hội. Sản phẩm âm nhạc đầu tay của Miu tạo nên ấn tượng mạnh với công chúng, thu hút gần 8 triệu view trên mạng xã hội sau 4 ngày ra mắt. Những ngày cuối năm cũ đầu năm mới, các ca sĩ có tiếng trong làng âm nhạc Việt ráo riết cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc chỉnh chu có đầu tư. Song với đó, vào ngày 30 tháng 12, Miu cũng chính thức cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay và sản phẩm âm nhạc này đã nhanh chóng thu hút gần 8 triệu view trên mạng xã hội sau 4 ngày ra mắt. Anh nghĩ anh là ai làm không ít người cảm thấy bất ngờ vì giọng hát trong sáng thanh mảnh của Miu, đặc biệt là nội dung MV khá sâu sắc về chuyện tình tay ba, chạm tới trái tim đồng cảm của nhiều khán giả. Với kết cấu âm nhạc chỉnh chu, phần tạo hình và nội dung MV khá xuất sắc, sản phẩm âm nhạc đầu tay của Miu cũng được đánh giá rất cao. Vẫn là câu chuyện người thứ ba nhưng Miu đã khéo léo truyền tải thông điệp mới, đầy sâu sắc và tích cực tới khán giả. Sản phẩm âm nhạc đầu tay của Miu được ra mắt, thu hút sự quan tâm của công chúng. Ngoài sự khen ngợi đến từ khán giả, Miu còn nhận được không ít những lời chúc mừng, ủng hộ đến từ bạn bè đồng nghiệp khi chuyển hướng trở thành ca sĩ trong Anh Nghĩ Anh Là Ai. Điển hình nhất là diễn viên Quốc Trường dành hẳn một dòng trạng thái cực kỳ có tâm để khen ngợi người đẹp trong vai trò mới. Không chỉ riêng diễn viên Quốc Trường mà nữ hoàng đập hợp Ngọc Trinh, Sam cùng ca sĩ Jun Phạm cũng gửi lời chúc mừng cho sự thành công đầu tay của Miu. Quốc Trường, trời ơi tin được không, Miu hát nè, hát khá tốt đấy nhé, MV siêu đẹp, người thì siêu đáng yêu, xem thử đi, Trường không xạo đâu, người gì mà giỏi đủ mặt hết vần, không một ai làm lại luôn. Ngọc Trinh, người em Trường Anh Huy xuất hiện quá đẹp sáu múi luôn, cả nhà Celine ủng hộ em trai Trinh nha, chúc mừng Miu hát hay, MV quay quá đẹp. Hà My, rồi ngày ấy cũng đã đến bà chị tôi Đặng Thị Mỹ Dung đã bung lụa làm ca sĩ. Thực sự là một cú chơi lớn, bùng nổ của chị mình cuối năm. Nãy xem MV xong mà mồm chữ A mắt chữ O vì giọng hát ngọt như mí lùi. Và những vũ điệu lăng quăng của bà chị mình. Chị chơi vậy, ai chơi lại chị đây? Nói chung phấn khích thật sự khi xem MV, giờ phải xe lên cho bà con nhào vô coi phụ. Diễn viên Quốc Trường Sam Ngọc Trinh và ca sĩ Jun Phạm cũng nhanh tay chúc mừng người đẹp ra mắt MV mới. Ở thời điểm hiện tại, MV mới được phát hành của Miu sau 4 ngày công chiếu đã thu hút hơn 3,7 triệu lượt xem từ khán giả trong kênh YouTube riêng và 4 triệu view trên Facebook. Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người hâm mộ dành lời khen ngợi đến cô gái đa tài, đa năng Miu. MV của Miu tính đến thời điểm hiện tại thu hút hơn 3 triệu lượt xem từ khán giả. Đặc biệt, Anh Nghĩ Anh Là Ai còn nhận được sự quan tâm nhiệt tình của cư dân mạng. Khi sản phẩm được đăng tải trên trang fanpage của Danh với con số siêu khủng hơn 4 triệu lượt xem trên fanpage lớn Danh, quả thật MV của Miu đã tạo nên những thành công mà nhiều người mong ước. Mặc dù Anh Nghĩ Anh Là Ai có xuất phát điểm khá thành công, tuy nhiên đây chỉ là sản phẩm đánh dấu 10 năm hoạt động giải trí của Miu. Cô cho biết đây chính là món quà cảm ơn khán giả đã ủng hộ và quan tâm mình trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên để nói về việc chuyển hướng thành ca sĩ thì Miu chưa có quyết định cụ thể. Với sự đầu tư mạnh cho sản phẩm tri ân người hâm mộ, Miu đã tạo nên những thành công cực kỳ lớn, đánh dấu sự nghiệp 10 năm hoạt động của bản thân. Hiện tại Miu đánh dấu sự nghiệp 10 năm bước chân vào ngành giải trí, vẫn đang được cư dân mạng quan tâm yêu thích. Có thể nói mặc dù đây không phải là sản phẩm chuyển hướng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng Miu vẫn rất tận tâm khi gửi tới khán giả lời tri ân chỉnh chu và cực kỳ xuất sắc.